Hôm dậy sớm trời đẹp cực kỳ luôn. Hello mọi người, đây là vlog số 9. Đợt này mình khá là bận, bận rất nhiều việc, nên là cái thời gian mình ra vlog nó đã lâu hơn bình thường. Tuy nhiên thì hôm nay mình đã thực sự có một ngày có thể nói là rảnh để quay cái vlog này, vlog tiếp theo. Ok, và hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm một cái mà ở Hà Nội gần đây đang rất là hot, đó là đi tàu đường sắt, đi tàu trên cao. Mình thì là một người rất thích đi du lịch nước ngoài. Sorry, không có ý xính ngoại gì đâu nhá, nhưng mà mình rất thích trải nghiệm nước ngoài. Và ở nước ngoài thì mình đã thử đi tàu điện ngầm rồi, tàu trên cao các thứ, và mình rất là thích, cực kỳ thích luôn ấy. Mình rất thích kiểu đi bộ, đi phương tiện công cộng, xong rồi lại đi bộ đến một cái chỗ nào đấy kiểu chill chill, rất là vui. Mình nhà ở gần Cầu Giấy ấy, nên là mình đã được chứng kiến cái quãng thời gian lúc mà cái đường Cầu Giấy nó còn chưa có cái cầu nào cả, tức là nó rất là rộng. Cái lúc mà nó bắt đầu xây cầu lên và nó bắt đầu quay ấy, làm cho cái đường Cầu Giấy nó rất là bé, đến nỗi mà mỗi làn chỉ đủ một cái xe buýt đi thôi. Một cái xe buýt mà chui vào cái đường Cầu Giấy là không còn một chỗ nào cho kiểu xe máy các thứ nữa. Cái thời gian mà thi công cái cầu đấy, đường Cầu Giấy kiểu là ác mộng của tất cả mọi người, tại vì nó vừa bụi, xong nó vừa nhỏ, nó tắc đường này. Khi mà tắc đường thì mọi người hay lách lên xe buýt các thứ thì mọi người hay bị tai nạn. Có rất nhiều tai nạn xe máy ở đường Cầu Giấy lúc mà nó đang thi công luôn. Đến bây giờ cái cầu này xây xong, có tàu các thứ chạy thử rất nhiều lần, nhưng mà cứ nghĩ là ôi, không biết là chạy thử bao giờ thì mới được đi nhỉ. Thậm chí có hôm mình còn nằm mơ mà, mơ là tàu đã được chạy rồi, xong rồi mình được đi tàu điện ở trong Hà Nội. Nói chung là mình chỉ kể để mọi người biết là mình rất là thích cái phương tiện công cộng kiểu tàu trên cao, tàu điện ngầm này, tại vì nó rất là văn minh. Bây giờ thì cái tàu này đã chính thức được chạy rồi. Hôm nay mình quyết định là mình sẽ đi thử. Hôm nay mình đã dậy lúc 5:30 sáng. Mình và Long sẽ đi thử vào tầm 6-7 giờ sáng hay cho đỡ đông. Thực ra cũng là vì 8 giờ sáng là mình lại phải học online ấy, nên là mình nghĩ là đi cái tầm sớm như thế này có thể sẽ về kịp học, hoặc là về muộn một tí thì cũng được ấy. Ok, bọn mình định là sẽ đi tàu đến một ga nào đó, xong rồi xuống ăn sáng. Kế hoạch rất là tuyệt vời cho một buổi sáng đẹp trời. Mặc dù sáng mãi mới dậy được nhưng mà dậy sớm thích nhỉ. Hà Nội là dừng từ 5 giờ đến 6 giờ mà. Họ đến kia điểm trông giữ xe miễn phí 100% thì chắc là miễn phí thì là đéo hay không rồi. Bọn mình vừa đến rồi. Đây là tầng 1 nhà ga Cát Linh. Hiện giờ chưa có gì cả, đang rất là trống vắng. Có thể sau khi mà phát triển thêm, nó sẽ có hàng trà sữa ở đây chẳng hạn, hàng bún riêu. Thôi chỉ cần quán trà đá về kiểu cầy còn mình đóng rồi. Đi buổi sáng sớm này khá là vắng. Nghe nói là đi lần này là nó long sòng sọc. Long sòng sọc á? Ờ. Nó không êm á? Ờ, tàu của chỗ mình đi bị long sòng sọc. Để xem. Vì đang mùa dịch nên là bây giờ chúng ta sẽ phải khai báo y tế nhé. Cảm ơn ạ. Sau khi quét mã QR xong thì chắc là phải điền tên vào đây. Các bạn ghi là thì không phải quét má đâu. À thế ạ. Nếu như mình
quét má thì không phải ghi. Thế em vừa làm cả hai. Gửi ở kia quá trông không ạ? Xe tí nữa tức khắc có người lên trông. À, okay. Nó sớm quá chưa. Mình đang ở ga Cát Linh, bây giờ mình sẽ đi đâu? Mình sẽ đi đến đâu nào? Đi hết rồi, đi về Hà Đông rồi, không đi ngược lại. Thì là Hà Đông thì đã hết đâu. Đi Hà Đông đúng không? Ừ, ra là Khê Văn Khê là đi ra ngoại thành rồi, xa lắm. Thì anh muốn đi đến Hà Đông thôi gì? Ừ. Quá. Đây như là điểm giao thông công cộng văn minh nhất Hà Nội. Please be careful. Bình thường chỉ đi nước ngoài mới có cái này ấy. Hay là giờ nó ở ngay đây cảm giác rất là thú vị, rất là sự tiện nghi lớn. Hào hứng. Đại tiện. Ơ. Đó, trông rất là văn minh luôn. Mình sẽ đi một vòng chỗ này nhé. Khu bán vé này. Ồ. Có cả máy để mua vé tự động luôn. Lúc đầu mình nghĩ là sẽ không có cái này ấy, nhưng mà ủa, thế chứng tỏ cái nhà ga này nó rất là hiện đại rồi ấy. Đó. Ôi. Mình nghiêm túc khỏi mình quay vlog đây là mình bị diễn đâu, nhưng mà thực sự là mình nhìn thấy cái này ở ngay tại chỗ mình ở, mình rất là vui. Điều ơi, quá. Em muốn quay cho các bạn xem. Đi từ từ. Đi luôn đi. Em mua vé rồi ạ? Ừ, đấy. Phải phải miễn phí mà. Thì biết rồi. Tao nét rồi. Anh lấy nét cho em. Sao sao đây? Vẫn tao nét mà. Đấy, đấy, được rồi. Không được nữa rồi. Đây, được rồi, ok, đây là hai vé miễn phí, đi thôi. Móng tay mùa Covid này, không làm được. Quay đi, quay lại thì biến mất. Hey, full plane. Well, my ticket. Ờ, từ đây. Hey, full plane. Well, my ticket. Trong Thái Lan phết. 10 năm để trải nghiệm. Hãy cẩn thận và lưu ý bước chân. Nói chung mình thấy mọi thứ khá là ok, máy móc, các thứ hiện đại. Đây là khi bọn mình lên trên tầng 2. Đây, có tàu đang ở đây. Tàu này có vẻ chưa đi nhỉ? Tại vì tàu đang dừng ở đây. Cái chỗ này nhìn sẽ rất là giống Thái Lan, tại vì nó không có cái tấm chắn ấy, tấm bảo vệ cách để cho mọi người đứng xa tàu ra ấy. Đợt mình đi Thái ấy, các tàu nó cũng không có cái tấm chắn giữa tàu và chỗ người ta đứng. Nên là luôn luôn phải có nhân viên đứng ở đấy để nhắc mọi người. Tàu bên Hàn Quốc thì lại khác, nó có tấm chắn luôn, tức là chẳng có ai đứng đấy cả. Mọi người phải tự follow mấy cái chỉ dẫn á. Hiện giờ bọn mình đang ngồi đợi, hình như 3 phút nữa là có tàu đến rồi. Em không hiểu sao ban đầu người ta không xây ga từ Hoàn Kiếm trước mà nó lại xây từ Cát Linh ra Hà Đông ấy, kiểu như cái quận xung quanh ấy. Có thể Hoàn Kiếm trung tâm thì khó quy hoạch, chưa xây được. Ở nhưng mà để đến lúc mà có cả thành phố ấy lâu hết. Còn lâu. Chắc tầm 5 năm nữa thì may ra. Tàu đang đến đây này mọi người. Sao tàu còi như xe máy đấy. Đấy là tàu Việt Nam. Mình nhớ xếp hàng bên phải để người ra người ta đi bên trái nhé mọi người. Mình xuống ta nó ít người mình. Bao giờ đấy ta nó ít người mà. Mình vừa lên tàu rồi. Lúc 6 rưỡi sáng là không có rất ít người. Mọi người nhìn vào xem, rất ít người. Không thích màu xanh lá cây của cái tàu này lắm. Anh thích không? Thấy trông nó thân thiện kiểu Hà Nội, trông nó yêu môi trường. Mình thích những cái màu nó trung tính. Trung tính hơn. Chú phải đâu gì? Đúng rồi ạ. Có một anh.
anh ấy nhận ra Long. Là anh ấy muốn quay cảnh, bọn mình ngồi ngắm cảnh. Khi vào tàu rồi thì trên tàu sẽ có cái sơ đồ như thế này. Để biết là mình đã đi ga nào rồi thì bây giờ mình đang ở ga Cát Linh, cho nên là cái chấm Cát Linh là nó không hiện đỏ. Đâu chạy rồi. Trung tâm Hà Đông. Đi. Lại không xuống nữa. Mình sẽ đợi xuống ga Hà Đông một ga nữa thôi. Khoảng mấy phút nữa là đến rồi. Tàu điện chiêu ấy. Nếu không đông. Cả đông thì chắc cũng chiêu. Nếu mình được ngồi thì chiêu ấy. Còn đứng thì hơi mệt đấy. Anh thấy nó khá là êm, không long sọc sọc như anh nghe review. Ừ, thì đâu mà. Mà hơi cót két tí thôi. Đi lúc nhanh lúc chậm rồi. Tàu đi nhanh quá, đi nhanh hơn dự tính của mình. Không biết về edit vlog thì được mấy phút. Mình sẽ xuống ga Hà Đông để ăn sáng. Đã đến ga Hà Đông, cửa xuống bên phải cửa tàu chạy. Chắc cửa bên phải cửa tàu chạy. Xuống ga Hà Đông để ăn sáng. Sao không? Tại vì mình không biết chỗ nào ăn ngon. Thì mình cứ ăn thôi. Mở gió rồi. Đến rồi. Anh sợ em không ăn được hàng ngon xong em tức rồi đấy. Để xem vì tâm trạng em đang rất tốt. Nhưng biết đâu em sẽ dễ tính hơn. Thế sao nó vẫn có chỗ để quẹt nhỉ? Thì cả cái máy nó như thế ấy, anh đâu? Cho nhà ga và con xe tiêm cấm ba cửa ra nào, muốn ra bên này. Muốn vào Huế. Ừ, nhanh nhở. Hà Đông, đâu lắm rồi không được Hà Đông. Gọi gì đó kia đi. Ngoài. Muốn ăn bún bò Huế luôn không? Không được. Trông to phết, trông có vẻ có thể sẽ ngon. Ôi, để cái hang này có phải là họ đang xây không? Tự nhiên lại có cái nhà ga ở đây. Tiện nhỉ? Ê, tự nhiên lại có khách. Đây là đi đâu? Ngay dưới chân đó. Nhà ga luôn mà. Đây này. Còn mình vừa gọi một bún đầy đủ nhưng mà không mỏng giò, bởi bọn mình không ăn mỏng giò. Sao mà nhạc hơi to? Nhạc là nhạc các bố. Điều gì? Anh muốn chạy như vậy. Anh này cứ đi theo mình từ nãy giờ mọi người ạ. Mở ra bảo ra là điều gì? Cái gì ấy? Mình đã vừa khám phá ra là khi mà kẻ mắt đậm thì nên đánh son nhà thôi. Thế nên là mình đã đánh son ra nhà. Mọi người ơi, đi theo mình nó cứ làm cái gì ấy.
ấy cho đến khi bọn mình tìm được hàng ở Nguyễn Ngọc Vũ. Nhưng mà hàng Nguyễn Ngọc Vũ hôm trước đi qua vừa thấy bị răng dây trong xịt khuẩn thì không biết có phải là có ca F0 ở đấy không. Đây là lần đầu tiên là mình ăn thử một hàng bún bao Huế mà không phải ở Nguyễn Ngọc Vũ. Vì đường ăn anh Long hay phải bỏ kính, hơi nóng nó đỡ mờ. Cái xe buýt rồi nhá. Nhanh lắm. Đứng tí. A few moments later. Ra cuối là ra Cát Linh rồi. Và mới có 8 giờ kém, tức là tàu đi rất là nhanh. Rất là đông. Buồn đi quá. Nào. Mình đi nước ngoài thấy họ hay nếu ai mà đứng ấy thì đứng ở bên phải để chừa cái đường bên trái cho những ai vội, người ta sẽ kiểu chạy xuống được ấy. Thì nghĩ chắc về sau nước mình sẽ có cái văn hóa đấy. Bây giờ là 7:54, tức là bọn mình đã hoàn thành chuyến đi trải nghiệm trong vòng hơn 1 tiếng. Không biết giờ quay lại còn xe máy không? Mất rồi. Đi tàu mất xe máy. Thế là từ giờ chỉ đi tàu thôi. Marketing. Ơ mà anh nhớ là kiểu cái đường cao tốc ở trên Cầu Giấy là xây từ đời nào đến nào, sao giờ vẫn chưa được ấy? Chắc là nó chưa xây cái tuyến đấy thôi. Em đang nghĩ là ủa, mình đã được chứng kiến cái cầu, chỗ Cầu Giấy xây từ rất lâu rồi và bây giờ thì nó mới đi. Nhưng hóa ra là cái tuyến tàu này lại không đi qua đường Cầu Giấy. Ờ, chưa có. Ồ. Đây là giờ đi làm của mọi người, 8 giờ nên là đông vãi. Much later. Hiện bọn mình đã về nhà rồi. Vậy đi ngoài đường thì cảm thấy rất là sảng khoái, nhưng mà vừa vào đến đây thì bắt đầu buồn ngủ. Ôi buồn ngủ quá. Dậy quá sớm. Ok, tổng kết. Đi tàu rất chill nếu bạn đi sớm. Và nó khá là hiện đại. Mình đã từ được trải nghiệm tàu điện trước đấy rồi thì mình thấy tàu điện của Hà Nội cũng không khác gì tàu điện nước ngoài đâu. Hiện đại từ cái tàu đến những cái máy quẹt rồi những cái máy móc xung quanh, cơ sở vật chất các thứ, nói chung là đạt tiêu chuẩn như bình thường như những chiếc tàu khác.
Dạ, để co hay là design các thứ nó có thể hiện đại hơn thôi. Ok, mình nghĩ là cái vlog này sẽ dừng ở đây thôi vì bây giờ mình sẽ phải học online. Nếu có thời gian thì hãy tranh thủ đi trải nghiệm. Mọi người có thể dậy sớm một hôm thôi, mọi người đi tàu, mọi người ăn sáng. Đấy, cái trải nghiệm rất là chill. Bye bye. Bye. Bye bye.